Hello anh em, thì tiếp tục có hàng về, đó là những mên công suất hai kênh chuyên đánh súp. Và đây đều là những sản phẩm hàng mới anh em nhé. Đây, đây đều là những sản phẩm hàng mới và hàng bóc thùng luôn tới tất cả anh em. Hàng nhập trực tiếp bên Chila, nên anh em yên tâm, nó không phải là hàng gióng, hàng ráp trong miền Nam đâu anh em nhé. Với dòng sản phẩm này thì giá em báo công khai với tất cả anh em luôn, đó là 8.800.000 đồng, là chưa bao gồm phí ship. Và với những chiếc cục đẩy Crest Audio Xe 40 này, đây là những mẫu đẩy công suất mới nhất hiện tại, date mới nhất anh em nhé. Lưu ý với tất cả anh em luôn, bắt đầu từ lô hàng này, nó sẽ là date mới nhất, nó sẽ được nâng cấp về những cái tụ, nâng cấp về những cái linh kiện bên trong của nó, để làm cục đẩy nó sẽ được xuất sắc và nó sẽ đẹp, bền bỉ hơn. Với Crest Audio này thì công suất nó rơi vào 1.500W trên một kênh ở cái chế độ 8 ohm. Và với những cái công suất này thì anh em có thể chơi mọi thể loại súp kép rồi, đúng không ạ? Với những cái xe 20 thì rất nhiều anh em đi chơi những cái súp kép đó từ 220 qua 100 rồi. Nhưng với xe 40 nó công suất cao hơn rất nhiều, là 1.500W. Nó có thể chơi được với súp kép từ 280 qua 125 luôn. Nên anh em chơi với những dòng này thì cái thứ nhất giá rất là tốt, và cái thứ hai đánh rất là căng, và cái thứ ba đó là rất là bền bỉ anh em nhé. Rất là bền bỉ với cái cục đẩy Crest Audio Xe 40 này. Và cái nội thất này thì đây, đây là bản mới nhất, nó sẽ được nâng cấp về tụ. Tụ này nó sẽ là tụ tông đa và 63V 10.000mi. Tụ này sẽ là tụ màu cam anh em nhé, không phải là những cái dòng tụ màu đỏ như những bản trước nữa. Và những cái cầu chì này nó đã được nâng cấp lên thành những cái cầu chì bột, nó sẽ được cao cấp hơn rồi, nó không phải là những cái cầu chì trắng, cầu chì thủy tinh anh em nhé. Và cũng giải đáp thắc mắc với tất cả anh em luôn, đó là rất nhiều anh em đang hỏi và cũng phân vân về cái chiếc cục đẩy này, là khi mà nhận hàng và quảng cáo nó có giống nhau không, thì lưu ý tất cả anh em luôn, quảng cáo như nào thì nó sẽ là như vậy. Và đây cũng là một cái mên nữa. Ở đây thì em cố tình em mở ra hai chiếc để cho các bác và anh em cùng xem là nó có giống nhau không anh em nhé. Thì cũng trả lời một cách chắc chắn với tất cả anh em luôn, xem như nào thì quảng cáo nó sẽ là như vậy. Lên với những dòng sản phẩm của xe 40 này, bên em sẽ bảo hành cho anh em 12 tháng. Nỗi trong tháng đầu tiên anh em sẽ được đổi mới. Và nguồn này của nó thì rất là quan trọng, nó sẽ là nguồn dây đồng anh em nhé. Em cũng có cạo ra cho anh em luôn, vì tất cả những cái hàng về thì bên em đều cạo cái nguồn ra để cho các bác và anh em cùng xem và giới thiệu với tất cả anh em luôn. Nguồn này sẽ là nguồn dây đồng. Đây, cạo ra anh em thể nhìn thấy đúng không ạ? Nếu như nhôm thì nó sẽ là những cái thanh tản nhiệt màu trắng này, trực tiếp là nhôm đây. Những cái thanh này nó sẽ là nhôm màu trắng. Và đây là những sợi dây đồng anh em nhá. Dây đồng luôn nên anh em yên tâm, đánh con này nó rất là bền và rất là căng. Anh em đánh lâu dài, đánh thoải mái, không có nghĩ ngợi gì về vấn đề bị méo tiếng hay về thiếu công suất cả. Vì nguồn này nó rất là lớn, và cái độ bền, độ trâu bò nó thì khỏi phải nghĩ luôn. Vì những dòng Crest Audio Xe 40 này có rất nhiều anh em chơi rồi, đúng không ạ? Không riêng gì như xe 40, xe 20, xe 30 cũng rất nhiều anh em chơi rồi. Nó một cái độ bền nó rất là cao. Quần thì hoàn toàn dây đồng rồi, thoải mái cho anh em chơi, đúng không ạ? Sò thì sử dụng 64 con, đó là sò Toshiba, sò của Japan, sò Nhật anh em nhé. Và kết hợp với nó là mạch Crest AB. Với Crest AB thì kết hợp với lại sò Toshiba này thì đánh súp nó rất là ngon. Nên là báo với tất cả anh em luôn, đó là dòng này chỉ chuyên đánh súp thôi anh em nhé. Không sử dụng cho dòng đánh full, không khuyến khích, không khuyến cáo anh em đánh full. Vì chỉ khuyên anh em nó đánh súp thôi. Vì đánh súp với những dòng này thì tiếng nó mới lực và tiếng nó tối, đúng không ạ? Còn đánh full thì anh em cần phải một cái sự cục đẩy có tiếng sáng thì anh em mới đánh full nó mới hay được. Còn đâu đánh súp thì cứ khuyên anh em luôn là đánh những dòng này thì nó quá là bạo lực rồi. 4 quạt gió 4 góc anh em nhé. Với những quạt gió này thì nó tản nhiệt cực kỳ là nhanh và cực kỳ là mát luôn. 4 quạt tản nhiệt luôn anh em nhé, chứ không phải là 2 quạt. Thiết kế mạch Crest AB thì nó sẽ hơi nóng so với các dòng mạch khác, nên nó cần sử dụng đó là 4 quạt tản nhiệt để nó làm mát cho cái cục đẩy, nó sẽ được nhanh hơn. Làm mát nhanh thì cục đẩy nó sẽ chạy cái mức độ an toàn và tốt nhất cho anh em luôn. Sò này của nó thì cũng được sử dụng những cái keo tản nhiệt luôn anh em nhé. Những cái hàng mới anh em thể nhìn thấy đều có những cái keo màu tím này để tản nhiệt, đúng không ạ? Những cái hàng bãi thì không bao giờ nó có được cái chức năng tản nhiệt bằng những cái hàng mới được. Nên tại sao những hàng bãi anh em hay dùng ấy, thì quạt tản nhiệt của nó thì chạy rất là tít, đúng không ạ? Quạt tản nhiệt chạy rất là tít và chạy rất là to tiếng luôn. Nên với dòng này thì quạt tản nhiệt nó chạy cũng khá là êm rồi, cũng khá là êm,
khá là êm so với những hàng khác anh em nhé. Và keo tản nhiệt này nó còn mới thì nó tản nhiệt nó sẽ nhanh hơn. Hơn là những cái hàng bãi thì những keo tản nhiệt này nó đã bị đông cứng lại rồi thì nó mất cái chức năng tản nhiệt, thì máy nó sẽ chạy nóng hơn và quạt nó sẽ phải tăng tốc, sẽ chạy nhiều hơn. Đấy, nên là tại sao anh em bây giờ hầu như toàn sử dụng những cái dòng sản phẩm hàng mới là như vậy, vì bảo hành dài, giá tốt và đánh độ bền bỉ nó cao anh em nhé. Linh kiện của con này thì sử dụng hoàn toàn những linh kiện chân cắm thôi anh em nhé, chứ không sử dụng những linh kiện chân dán nữa. Linh kiện chân cắm và đều có các chỉ số, các thông số, các con tụ, con trở hết. Ở dưới những cái chân này nó đều có số hết, nên anh em yên tâm về vấn đề thay thế, hỏng hóc hay sửa chữa sau này, anh em khỏi phải suy nghĩ, khỏi phải phân vân lăn tăn luôn. Nhiều anh em sợ là IC bị xóa số, rồi linh kiện sử dụng linh kiện chân dán thì nó sẽ khó cho anh em trong quá trình thay thế sửa chữa đúng không ạ? Nhưng với những dòng này thì hoàn toàn cho anh em luôn, đó là linh kiện chân cắm, thay thế sửa chữa rất dễ luôn. Kể cả sò này cũng vậy anh em nhé, đều là những con sò rất là thông dụng cho anh em có thể chơi và sử dụng. Thì ok, có hàng về thì cũng lên video và cũng giới thiệu với tất cả anh em và các bác về cái mẫu cục đẩy Crest Audio Cell 40 này. Chắc là không cần phải test rồi đúng không ạ? Bên em đã có rất nhiều các video test rồi, đánh với súp kép thoải mái cho anh em luôn. Thì anh em có nhu cầu mua hàng, hãy nhớ liên hệ với em qua số điện thoại bên góc dưới màn hình. Xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông, nhấn like để xem các video mới nhất. Và giá em xin nhắc lại 8.800.000 đồng là chưa bao gồm phí ship anh em nhé. Ok, và chào tất cả anh em. Và hẹn anh em ở các video clip lần sau. Có nhu cầu mua hàng, hãy nhớ liên hệ trực tiếp anh em nhé.